Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Alphard Computer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một bộ PCAP đến từ Alphard Computer. Nếu như các bạn không biết thì PCAP là cụm từ viết tắt của máy tính Alphard, với tất cả những linh kiện sẽ được bên mình chọn lọc và xây dựng lên một bộ cây trong phân khúc trải dài từ 6 cho đến hàng chục triệu đồng. Và sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay thì nó sẽ có mã đó chính là 040, với mức giá rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Thì chúng ta sẽ có những cái điểm nổi bật, đó chính là về con chip, nó sẽ được sử dụng con chip Intel Core i5-8400, và card đồ họa đang sử dụng trên dòng này thì nó sẽ là card đồ họa GeForce RTX 1070. Nổi bật thì chúng ta sẽ có chiếc mainboard Gigabyte B360M Aorus Pro, và card đồ họa đang sử dụng đó chính là Gigabyte GeForce RTX 1070 G1 Gaming. Với những linh kiện phụ thì chúng ta sẽ có đó chính là RAM Corsair LPX8 với mức dung lượng RAM đó chính là 8GB. Ổ nhớ lưu trữ thì bọn mình sẽ dùng ổ nhớ lưu trữ đến từ Kingston có mã là A400, và cái mức dung lượng lưu trữ đó chính là 120GB. Và để cấp điện cho bộ nguồn này thì bọn mình sẽ dùng bộ nguồn đến từ AC Bell với công suất là 650W. Và chứa đựng cho tất cả những linh kiện mà mình đã vừa kể trên thì bọn mình sẽ sử dụng một bộ vỏ cây đến từ Symantec có mã đó chính là N41654. Và để nói về thiết kế của bộ cây này thì nó sẽ hướng đến những người yêu thích cái sự đơn giản, không màu mè với màu sắc RGB. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn cho bộ cây của bạn cũng trở nên lộng lẫy hơn thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ thêm, với mức giá tiền từ khoảng 800 cho đến 1 triệu đồng thì các bạn sẽ mua thêm những cái phản quang LED RGB để các bạn có thể gắn vào, giúp cho bộ cây của chúng ta trở nên đẹp và hấp dẫn hơn khi mà chúng ta nhìn vào. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi đến với phần trải nghiệm hiệu năng, và để xem với mức tiền là hơn 20 triệu thì các bạn có thể chơi được tất cả những tựa game khủng đang có mặt trên thị trường ở độ phân giải 2K hay là không, thì chúng ta sẽ đi đến với bài test hiệu năng trong video ngay bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến với một tựa game khá là nhẹ nhàng trong bài test video ngày hôm nay, đó chính là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Với mức thiết lập ở độ phân giải 2K max setting, FPS khi chơi nó có thể đạt được rơi vào khoảng trên 200 FPS. Nhìn chung thì đối với một tựa game nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại thì nó chưa thể nào làm khó được con chip Intel Core i5-8400 và RTX 1070. Đi đến với một tựa game không thể thiếu trong các bài test hiệu năng trong thời gian gần đây, đó chính là tựa game PUBG. Với mức thiết lập ở độ phân giải 2K max setting thì với con chip Intel Core i5-8400 và RTX 1070 thì nó vẫn cho một cái lượng FPS rất ổn định để chúng ta có thể chơi mượt được tựa game này. FPS khi chơi nó rơi vào khoảng từ 70 cho đến 78 FPS, và nếu như các bạn muốn cho cái lượng FPS này nó có thể tăng cao hơn nữa thì các bạn có thể hạ từ độ phân giải 2K xuống độ phân giải Full HD với mức thiết lập đó chính là max setting, và cái FPS của các bạn có thể đạt được khi mà các bạn hạ xuống thì nó luôn dao động từ trên 100 FPS. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với một tựa game thuộc thể loại FPS, đó chính là CSGO. Với độ phân giải 2K với mức thiết lập max setting thì cái FPS nó đạt được khi chơi rơi vào khoảng 150 cho đến 160 FPS. Nhìn chung thì đối với độ phân giải 2K mà nó đã đạt được mức FPS cao đến như vậy thì đây là một trong những điều cực kỳ ấn tượng rồi. Và để kết thúc bài test trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng tựa game đó chính là Battlefield 5. Vì đây là một trong những tựa game khủng đòi hỏi cấu hình của các bạn phải cao thì chúng ta mới có thể chơi mượt được tựa game này. Vậy nên thì từ mức thiết lập max setting ở độ phân giải 2K, mình đã cho xuống đó chính là 2 setting ở độ phân giải 2K. Trong quá trình chơi thì nó vẫn xảy ra từ 1 cho đến 2 lần cái hiện tượng crop khung hình. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn chơi được một cách mượt mà thì các bạn có thể hạ xuống đó chính là max setting ở độ phân giải Full HD, thì nó sẽ đem đến cho các bạn một cái trải nghiệm mượt mà hơn so với làm 2 setting ở độ phân giải 2K. Về phần nhiệt độ thì trong quá trình chơi tựa game Battlefield 5 thì nó sẽ ấm lên một chút so với khi mà mình chơi 3 tựa game còn lại, và cái nhiệt độ dao động trong khoảng từ 58 cho đến 65 độ C. Còn về phần FPS khi mà chơi Battlefield 5 thì mình xin phép không được sâu, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái việc mà mình sẽ give away cái tựa game Battlefield 5 này đến cho các bạn. Và chi tiết cụ thể nữa cái thể lệ chơi của cái give away đợt này thì mình sẽ nói rõ hơn ở cái phần cuối video. Để tổng kết lại về bộ PCP có mã là 040 này thì mình nhận thấy thì với mức tiền 20 triệu đồng các bạn bỏ ra mà các bạn đã có thể chơi được tốt tất cả những tựa game nặng đang có mặt trên thị trường ở độ phân giải 2K thì nó hoàn toàn xứng đáng và không thể bỏ qua đối với bộ PC này. Và ngay bây giờ thì mình sẽ công bố cái thể lệ của cái đợt giveaway lần này, đó chính là nếu như bạn nào đoán đúng được cái số khung hình khi mà mình chơi tựa game Battlefield 5 ở mức thiết lập đó chính là 2 setting độ phân giải 2K là bao nhiêu thì bọn mình sẽ tặng cho các bạn một cái code game của tựa game Battlefield 5 miễn phí. Và cách thức chơi như sau. Đầu tiên thì các bạn hãy chắc chắn cho mình rằng các bạn đã like video này cũng như là các bạn đã subscribe kênh YouTube của Alphard Computer. Thứ hai nữa đó chính là các bạn hãy share cái video này lên trang Facebook của bạn ở chế độ public.
Ngay sau đó thì các bạn sẽ sao chép cái đường link Facebook của các bạn và vào cái phần bình luận của video này comment thêm cho mình hai số mà các bạn dự đoán đó chính là cái mức FPS này nó sẽ là bao nhiêu. Và cái ngày công bố thì bọn mình sẽ công bố vào ngày 14 tháng 1 sắp tới ở trên trang fanpage của Alphard Computer. Và video của mình đến đây để kết thúc. Các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo các video mới nhất của chúng mình trên YouTube Alphard Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn may mắn.